Bài thỉnh pháp sư Amada Sana Ya Chanaga Tha Ta Ma Chaloka Vipate Sahambate Kapanchale Anjiwara Aya Chata Santiha Satap Parachap Kacha Tika Đề xe tu tham mạng Hãy lưu khẩm đi mạng Phật chạc Sắc tham mạng về định Vì hãy dành chạc cả dạng Chú tham chạc ba mạng Hãy phí thẩm hóa chạc mạng Hà cô ta giả tô Chà tu sắc chà đàn đạo Phật bồ tha hay yết Phật lý xa giá hấp chê Ê vọng Sambhati Brahma Bhagavantan Ayachatha Kuntipavena Buddho Karunyaya Hiva Sayapanha Buddhaya Padena Niyataya Tato Gato Panchavakya Dayo Heye Bài dê sư thầm bá tô Tát tô Pháp tư tí sàm bút tô A mô na thầm bá đê sá nà Mà ca quát xà lý đê sê sư sắc tà A tá sư tá ca Tê nà sà lý hay yô Phạm tê đê sê tu thầm bá đê sá nà Sắc bà đi khá Parisaya Anukampika Awe Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya
toàn thể học viên lớp Di Diệu Pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đã tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy cho Phật. Chúng tôi có thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp học và giảng dạy cho Pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và mọi thành tựu viên mãn cho thầy Hòa Đàm. Đang tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có học không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc tha thiết kiên trì của các bạn hữu thân vinh. Xin hoan nghỉ với sự tham gia của các sư huynh sư tỷ ở các vùng khác nhưng nỗ lực tinh tấn học tập tinh thần san sẻ giáo pháp của các vị thật đáng được học tập. Cầu mong cho quý trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp xin mang lại quả an vui vượt thoát phiền não không bị đọa vào đúng đường ác đạo và sự thành tựu tinh tiến cho tất cả. Sự phát triển trí tuệ là một việc đáng làm nhất trong đời. Thiền sư Tu Vô Thích Cá đã nói: kính thưa thầy, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2020, là buổi học thứ 88 của lớp Di Diệu Pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong. Kính mời thầy hoan hỷ lên lớp. Xin chúc cho các bạn có thêm một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Ca, Nam mô Sa Ca. Dạ, xin chào tất cả quý vị. Rồi, nay chúng ta tiếp tục buổi học thứ 88. Chừng nào tới thứ 100 thì mình làm lễ kỷ niệm 100 lần ha. Sinh nhật 100 lần. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài sắc pháp tiếp ha. Thì trước khi vào buổi học ta cùng nhau đặt lại toàn bộ tấm tắc. Arahang sama sambutto Phagawa buddhang Phagawantang Akhivademi Swakato Phagavata Thammo Thammang Namasami Subhatibhano Phagavato Savukasangho Sankhang Namami Sama sambuddhammatulang sasattamaganuttamang apivadiyapasissang apithammattasanghang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Ca, Nam mô Sa Ca. Và thì trước khi bước vào bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ đọc Pali của một cái bài mới nữa mà chưa học, đọc trước cho biết ha. Chắc tuần tới hay là tuần tới nữa mình sẽ học về lộ sắc. Nhưng mà bài này thì khá dài. Cho nên mình đọc phần nửa trước, từ sau mình đọc tiếp phần nửa sau, chia làm hai phần ha. Chúng ta nắm được vấn đề. Rồi xin mời tất cả quý vị quan hệ lên đọc Bali. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Các thầy xin đọc bài. Quá bá quá Tích Ca Mâu, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc sắc ba Ni Ba Nghề và Ni Rường và Ni Cà Ma Lô Kề Giáp Hà Ra Hằng A Nù Nà
Ni ba wat tiền tu ba áp bàn tế bát tế sàn tiền ba ngã sàn chè bát chè nằm chè quá ô bát ba tí kè nằm chát chát khú sô tắc hà nát chiều hà kè giáp hà quá quá thú đá sát cá sáng sàn hà tà núi sát tá đá sát cà núi bà tu phá hoàng tế tức khắp tha quá xề ná ồ ma cà quá xề ná ba ná chắc khú sồ bá cà ná hà quá đá sát cà núi cá đà chí bí na lấp pha phàn bí tát ma tề san quá xề na ca la quá hà như huệ bí tát ba. Tất cả các thất pháp ấy đều có trong đời sống ở lục giới tùy trường hợp không thiếu sót, nhưng đối với những chúng sanh thuộc cõi thấp sanh hay quá sanh vào lúc được khỏ thai có tối đa là bảy thập pháp, tức mười thành phần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có mười thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Giác pha xê, giác ca sát, tà năng ba na ca ya pa va va thu da sa ca san kha pa ni ti ni da sa ni pa tu pha hoàn thế ta tha bi pha va da sa căn ca na chi na la pha ti to ta to ba răng ba va ti ca lê ca mê na chắc khu đa sát ca bì nhí cha bà tu phạm phá hoàng tí. Đối với hạng thai sanh và lúc tái sanh có ba thập pháp, ba nhóm mười: mười thành phần thân, mười thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi có mười thành phần tánh nam hay nữ khởi sanh từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống dần dần mười thành phần mắt vân vân từng tự khởi sanh. Tích kê quan ba tí sàn thân u ba đa gia cam masamut tha na bu tí giá chích ta tam mút ba đa giá chích ta sa mút tha na bu tí ca là lam mu ba da ya u tu samut tha na o cha pha ra năng u ba da ya a ha ra samut tha na cha ti cha tu samut tha na ru ba ca la ba sang ta ti ca ma lo kê đi bát cha la quý giá na đi sô tô quý giá cha già bát ta vô căn áp hộ hốt chìm năng bá quát tá tí. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cách: do nghiệp từ lúc được thọ thai, do tâm từ chập tư tưởng thứ nhì, do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết như một ngọn đèn hay một dòng suối. Maranaka lê ba na chú tí chích tô ba ri sát ta ra sa má kích ta sa hí tí ca lăng u ba đa giá tham ma cha ru ba ni na út bát chàn tí
hướng về ta rằng Upana Nichakam Macharu Ba Ni Chúng Tí Chích Tassamaka Lam Hề Quá Ba Quát Tí Tòa Ni Quốc Tràng Tí Ta Tồ Ba Rằng Chích Ta Chà Hà Ra Chá Rù Bành Cháu Phúc Chích Cha Tí Ta Tồ Ba Rằng Ú Tú Sa Mút Hà Na Rù Ba Ba Rằng Ba Rà Và Qua Má Tá Ca Lệ Ba Ra Sằng Khà Ba Ba Quá Tàn Tí Nhân Nhữ Công Trung Từ Tập Tư Tưởng Thứ 17 Đếm Ngược Lại Từ Chập Tử Tâm Bắt Đầu Ở Giai Đoạn Trụ Sắc Pháp Do Nghiệp Tạo Không Còn Sanh Khởi Nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chập tử tâm rồi chấm dứt. Ích chê quăng Má ta sát Tà năng Bú ná đề Quá phá hoàng ta rê Bát sàn Thìm Ú bà đà Giá ta thà Rù Bằng Bá quá ta tí. Tiếp theo là các sắc pháp cho tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do những biến đổi vật lý trong cái được gọi là sắc chết. Như vậy đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy. Trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được khai từ lúc từ thức tái sanh. Xin hết. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Con cũng xin đọc bài. Rù Phá Bá Quát Tích Căn Hồ. Sự khởi sanh của các sắc pháp. Lộ trình diễn tiến của sắc. Sắc bà ní phá nề tà ní rù bà ní cà má lộ kề giác hà ra hằng an rù nà ní phá quát tích dần úc phá lắp Phạm tí Phá tí sành thi dần Phá ná sầm xề Đá trà ngầm Chề quá ốc phá Phà tích cà nằm chá Chắc khú sồ phá Khà ná chiều hà cà giá Phà quát quát thú Đá xá cá sầm khà Tà ní sắp tá Đá xá cà ní phà Tu phàn lần tí Tu Tu cách Thách Quá xề nát Ồ mắt cá quá xề nát Phá nát chắc khú Sồ tá Khà nát Phà quá đá xá cà ní Cá đà Chi tí nát Lát phàn tí Tát mà Tề sằng Quá xề nát Cá là phá hà ní Quê đích tắc bà Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở dục giới Tùy trường hợp không thiếu sót Nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và quá sanh Lúc được thọ thai có tối đa là 7 thập pháp Tức 17 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ Và ý căn tối thiểu đôi khi không có 11 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy, cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Đất pháp, đất pháp kề, giác khát, sát tà năng, phá ná cà, giác phà, quá quách thú, đá sát cá, sẵn cà, tà, ní tì, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tất cả tí và quá đa sắc cần Cách đà chí ná lấp bàn tí lấp bà lấp bà tí Tát
tăng hề ná chắc cú ná xá cà hãy đi ní chá bá bà tu phá phá hoàng tí tu phá hoàng tí. Đối với hạng hai sanh vào lúc tái sanh có ba thập pháp, ba nhóm mười, mười thành phần thân, mười thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có mười thành phần tánh nam hay nữ khởi sanh. Từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống, dần dần mười thành phần mắt, dần dần từng tự khởi sanh. Chích chì hoàng tái ký sanh thì cú bà đà giác cầm mát xâm hút bà là cú tí giác chích tầng cú bà đà giác chích tá xâm hút hà nà ký ký cà lăng ú bà đà giá ú thú sa mút hà nà ồ chà phá lá hằng ú bà đà giá hà hà lá sa mút hà nà chà ký chá tút sa mút hà nà rù phá cà là phá sằng tá tí cà ma lô kê đi bát cha ta quý cha na đi sô tô quý cha quý giá cha và quát ta du cần ấp tô chinh nằm ta quát ta tí. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cách do nghiệp, từ lúc họ được thọ thai do tâm, từ tập tư tưởng thứ nhị do hiện tượng thời tiết và giai đoạn trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy sâu không gián đoạn trong dược giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Ma ra na ca lê pa na chú ý chít tô pa ri sát ta ra sa ma chít ta sa chú ý cà lăng cú bà đà giá cầm má chá lù bà ní ha cấp bá chàng tí tù về tù tù về ta rằng ốc bán nà ní chá cầm má chá lù bá ní chú tí chích tá sa má cà la mê quá pa quát ký và ní quýt tràn tí tát tổ pa rằng chích tá chà hà chá chá trù phần chá quất chích chá tí tát tổ pa rằng ú tú sa mút hà ná rù pa pa rằng pa ra giá pa mát ta ca lê pa ra sang ta 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 quát tàn tí. Nhưng vào lúc lâm chung từ tập tư tưởng thứ 17 đến ngược lại từ tập thử tâm bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh thứ nó tồn tại cho đến tập tâm tử rồi chấm dứt. Ít chề hoàng má ta sát tà nào cú ná đề quá phá hoàng ta rề phá ký sần thiền út phà đà giá áp phà phù bằng phá quát tác ký. Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do những biến đổi vật lý trong cái được gọi là xác chết. Như vậy đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy trong kiếp sống khi đó, ngay vào lúc được thọ thai từ thức tái sanh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, nguyên như con xin kính lãnh lễ thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, sa thú đạo tràng cho con đọc trước một chút, con đi làm ạ.
Ru ba ba vách. Tích kha mô, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sắp bà ni bá nề tà ni ru bà ni cà má lù kề giá thà ra hằng á nù nà ni bá quách thí dằn. U bá lấp phần tí. Bá tí sành thí dằn bá ná sân xề đá trà nành chề. Quá ồ bá bà tí cà nành chá. Chắc khú sồ tá khà ná chiều hà cà giá. Phà quá quách thú đá xá cá sân. Khà tà ni sách. Ta đa sa ca ni bà tu phá hoành tí. Út cách tha quá xề ná. Ồ má cá quá xề ná bá ná chắc khu sô ta khà ná phà quá đa sa ca ni ca đà chí. Bí ná lắp phành tí. Bá mà tề sẵn quá xề ná cà là bá hà ni quề đi tắp bà. Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở dục giới, tùy trường hợp không thiếu sót. Nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và hóa sanh, vào lúc được thọ thai, có tối đa là 7 thập pháp, tức 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu, đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy, cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Gấp phá xì. Giá cá sách tà nằng bá ná cà giá phà quá quách thú đá xá cá sằng khà tà ní tì ní đá xá cà ní bà tú phá hoành tí tá thà bí phà quá đá xá cằng cá đà chí ná lấp phành tí tá tù bá rằng bá tách tí cà lề cá mề ná chắc khú đá xá cà đi ní chá bà tú phá hoành tí. Đối với hạng thai sanh, vào lúc tái sanh có 3 thập pháp, 3 nhóm 10, 10 thành phần thân, 10 thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có 10 thành phần tánh nam hay tánh nữ khởi sanh từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống, dần dần 10 thành phần mắt, vân vân, tuần tự khởi sanh. Chê hoàng bá tí sàng thình ú bà đà giá cầm má sá mút thà nà đú tí giá chích tăng ú bà đà giá chích tá sá mút thà nà thí tí cà lằng ú bà đà giá ú tú sá mút thà nà ô chà phá rá năng ú bà đà giá á à hà rá sá mút thà nà chà tí chá tú sá mút thà ná rù bá cá là bá sành tá tí cà má lồ kề đi bá trà là quý giá ná đi sô tồ quý giá chá già quá tà yú cằn áp phục chích năng bá quách tá tí. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo 4 phương cách: do nghiệp từ lúc được thọ thai, do tâm từ chập tư tưởng thứ nhì, do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Maranaka le banachuti chitto barisat tarasama chit tasati tika lang ubada ya kam macharu ba nina up bát chành tí bú rề tá rằng úp bành nà ní chá cầm má chá rù bà ní chú tú chích tá xá má cà lá mề quá bá quách tí hòa ní chú chành tí tá tù bá rằng chích tá trà hà ra chá rù bành chá quốc chích hát tí tá tù bá rằng ú tú xá mút thà ná rù bá bá rầm bá rà già quá má tá cá lề bá rá sằng khà tà phá tành tí. Nhưng vào lúc lâm chung, từ chập tư tưởng thứ 17 đến ngược lại từ chập tử tâm, bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chập tử tâm rồi chấm dứt.
chê vàng matasatta nàng punade quá phá hoành tá rề patisan thình út bà đà giá tát thà rù bằng bá quách tá tí. Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do những biến đổi vật lý trong cái được gọi là xác chết. Như vậy, đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được thọ thai từ thức tái sanh. Dạ, con đã đọc xong. Kính xin tri ân anh Đồng Triều đã post bài. Dạ, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Con xin đọc bài. Con xin kính chào thầy kinh và kính chào cả lớp ạ. Rupa Pavattikamo, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sappanibbana tani upani Kamaloke Chattaraham Anunani Bhavati Yam Upalapanti Bhati Sam Hi Yam Pana Sam Seda Chanang Cheva Upapatika Nancha Chaku Sota Gana Jiha Cái già ba hà ba và vắt thu ta sa ca sang cả ta ni sát ta ta sa ca ni bắt thu ba văn thì úc ca tha và si na ô ma ca và si na ba na chắc cú số ta ca na ba và ta sa ca ni ca ta chi pi na la pon ti ta ta ma te sam pa si na ca la pa han ni ve di ta pa. Tất cả các sắc ấy đều có trong đời sống ở dục giới, tùy trường hợp không thiếu sót. Nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và quá sanh, vào lúc được thọ thai có tối đa là 7 thập pháp, tức 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy cần hiểu, phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Và Sityaka Sattanam Pana Keya Bava Vattu Dasaka Sankha Natani Tini Tasakani Vattu Bavanti Tatha Bipava Tasakam Kadani Na Lappati Tato Param Bavati Kale Kami Na Chaku Dasa ka di ni cha bat ba patu ba văn thì. Đối với hạng tái sanh, vào lúc tái sanh có ba thập pháp, ba nhóm mười, mười thành phần thân, mười thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có một, không có mười thành phần tánh nam hay nữ khởi sanh từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống, dần dần mười thành phần mất vân vân từng từ khởi sanh.
kevam pati sang him upadaya kamma samuthana duti jat chitam upadaya chitta samuthana thiti kalam upadaya uttu samuthana oya varanam upadaya arahasa upasa muthana jati jatusa muthana rupa kalapa santati kamaloke dipajala vijana disuto vijajaja bata yukam apu chinam bavat ta thì. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cách: do nghiệp từ lúc được thổ thai, do tâm từ chập tư tưởng thứ nhì, do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Marana kale pana chuti chitto pari sattara sama chittasa ti kalam upadaya kama jarupanina upachanti pure taram upanani cha kama jarupani chuti chí chí ta sa ma ca làm mê và ba phát thích tỏ nếu chán thì ta tổ ba rầm chí ta già ha ra là giá gút bằng giá bút chí giá thì ta tổ ba rầm u tu sa mút ta ra u ba para param para java mata kale para sankata babat tanti. Nhưng vào lúc năm chung từ chập tư tưởng thứ 17 đếm ngược lại từ chập tử tâm bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chập tử tâm vừa chấm dứt. Ít chế vầm má ta sa ta nằm bú nà tế và bá văn tha rề bá tí sáng nghiện ú bá đá già ta thà vú bầm bá bá tha thì. Tiếp theo đó là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do những biến đổi vật lý trong cái được gọi là xác chết. Vì vậy, đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy. Trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được thổ thai từ thức tái sinh. Dạ, con xin hết ạ, con xin xuống bế tắc. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy Kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Con xin phép được đọc bài ạ. Rupapavatti Kammo, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sappanipa nè ta ni ru ba ni ka ma lu ke ya tha ra hằng anu na ni pa wat ti yang u pa la pan ti pa ti san ti yang pa na san se da cha nan che wa o pa pa ti ka nan cha cha khu so ta kha na chi pha ka ya pha wa wat thu da sa ka sankha
ta ni sắp ta đa sắc ca ni pa tu phá hoàn tí ốc cắt tha quá xề ná ồ má ca quá xề ná pa ná chắc khu sổ ta khà ná phà quá đa sắc ca ni ca đà chi bí ná lắp phần tí tắc mà tề sàng quá xề ná ca là pa hà ni huệ đi tắp bà. Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở dục giới, tùy trường hợp không thiếu sót. Nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và hóa sanh, vào lúc được thọ thai có tối đa là 7 thập pháp, tức 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy, cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Gặp phá xề giá cá sách tà nặng bá ná cà giá phà quá quách thu đá sát cá sành khả tà ní tì ní đá sát cà ní bá túc phâu hoành tí tá thà bi phà quá đá sát cần cá đà chi ná lắp phá tí tát tô ba rằng ba quát tí cà lề cá mề ná chắc khu đá sát cà đi ni cha ba tu pha hoàn tí. Đối với hạng thai sanh, vào lúc tái sanh có 3 thập pháp, 3 nhóm 10, 10 thành phần thân, 10 thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên, đôi khi không có 10 thành phần tánh nam hay nữ khởi sanh. Từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống, dần dần 10 thành phần mắt vân vân tuần tự khởi sanh. Ít trề hoàng bá tí sành thiền ú bà đà giá cầm má sa mút thà nà đô tí giá chít tầm ú bà đà giá chít tá sa mút thà nà thi tí cà lầm ú bà đà gia u tu sa mút thà na ô trà phá ra nằng u bà đà gia a hạ a hà ra sa mút thà na trà ti cha tu sa mút thà na ru ba ca là ba san ta ti ca ma lu kề đi ba trà là quý giá na đi sô tô quý giá cha và quát tà du cần a pho trình năng bao quát ta tí. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo 4 phương cách: do nghiệp từ lúc được thọ thai, do tâm từ chập tư tưởng thứ nhì, do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Maranaka le panachuti chitto parisatta rasama chitta satiti ka lang upada yakam macharupa nina upatranti bure ta rang upanna nichakam macharupa nichuti chitta samalka lame wapawatti toa nirutranti tát tô ba rằng chít ta trà hà ra cha rù bàn cha quất chít cha tí tát tô ba rằng u tu sa mút thà na rù bà rù ba ba rằm ba rà già quá mát ta ca lệ ba ra sàn khà tà ba quất tàn tí. Nhưng vào lúc lâm chung, từ chập tư tưởng thứ 17 đếm ngược lại từ chập tử tâm, bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chập tử tâm rồi chấm dứt. Ích chê hoàng ma ta sát tà nàng bu na đề quá phá hoàng ta rề ba ti sàn thiền u bà đà gia ta thà rù bằng ba quát ta tí. Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt,
sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do biến đổi vật lý trong cái được gọi là xác chết. Như vậy, đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được thọ thai, tự thức tái sinh. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Khai, dạ. Kính chào thầy, kính chào cả lớp và dạ, em xin đọc bài. Rūpa Vatti Kammo, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sapa nipa ne ta ni ru ba ni ka ma lu ke yat tha ra ham a anu na ni pa wa ti yam u ba la phan ti pa ti sat thi yam ba na sam se da ya nang che wa o ba và tí cà nhành chá chắc hú sô tác khà ná chiều hà cà giá phà quá quách thú đá xá cá sàng khá tà ní xá tá đá xá cà ní và tú phá hoàn tí u cách thá quá xế ná ô ồ má cá quá xế ná bà ná chắc khú sô tá cà ná phà quá đá xá cà ní cà cá đà chí bí ná lá phàm tí tát mà tế sầm quá xế ná cá là pa hà ní huề đi táp bá. Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở dục giới, tùy trường hợp không thiếu sót, nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và hóa sanh vào lúc được thọ thai có tối đa là 7 thật thập pháp, tức 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy, cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Gá phá, xế giá cá, sát thá năng, bà ná, cà giá, phà quá, quách thú, đá xá cá, sằng khà tà ní, tì ní, đá xá cà ní, bát thức phá hoàn tí tát thà bí phá hoàn đa sa ca cầm cá đà chí ná la phàn tí tá tô ba rầm phá quá tí cà lề cà mề ná chắc khu đa sa cà đi ni cá ba thức phá hoàn tí. Đối với hạng thai sanh vào lúc tái sanh có 3 thập pháp, 3 nhóm 10, 10 thành phần thân, 10 thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên, đôi khi không có 10 thành phần tánh nam hay tánh nữ khởi sanh từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống, dần dần 10 thành phần mắt vân vân tuần tự khởi sanh.
ít chề hoàng bát tí sàm thìm u bà đà giá cầm má sàm mút thà nà đú tí giá chít tầng u bà đà giá chít tá sàm mút thà nà thí tí cà làm u bà đà già u tú sa mút thà nà ô chà phá ra nằng u bà đà giá a hà ra sầm mút thà nà chà tí chá tú sầm mút thà nà rù bá cá là bá sàn tà tí cà má lồ kề đi bá già là quỳ giá ná đi sô sô tồ quý giá chà chà quá tài chú dạ chú cầm chú cầm áp Apple chi năng bà quá thà tí. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cách: do nghiệp, từ lúc được thọ thai; do tâm, từ chập tư tưởng thứ nhì; do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ; do vật thực, từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Marana Cà Lê Bà Ná Chú Tí Chít Tô Bà Rí Sát Tá Rá Sá Má Chít Tá Sá Thì Tí Cà Lâm U Bà U bà đà giá cầm má chá rù bà ní ná úp bá chàm tí pú rê tà rầm úp bà nà ní chá cầm má giá rù bà ní chú tí chít tá sầm má cà làm mề quá bá quá tí hòa ní rú chàm tí tá tô bá rầm chít tà chà hà ra giá rù bành chá quốc chí chá tí tá tô ba rầm u tu sàm mú thà nà rù ba ba rầm ba ra già hòa mát tá cà lề ba ra sàn khát tà ba hoàn tàn tí. Nhưng vào lúc lâm chung, từ chập tư tưởng thứ 17 điếm ngược lại từ chập tử tâm, bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc pháp đã sanh khởi trước đó tồn tại do cho đến chập tử tâm rồi chấm dứt. Ít chề hoàng mát tá sát tà năng Bú đá đề quá phá hoành ta rề Bá tí sàn thiềm U bà đà giá tá thà rù bằng Phá quá tà tí. Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do những biến đổi vật lý trong cái được gọi là xác chết. Như vậy, đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được thọ thai từ thức tái sanh. Dạ, kính cảm ơn thầy, kính cảm ơn cả lớp, xin nhường mic lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, kính chào thầy Kiên cùng cả lớp à. Con xin đọc bài luôn. Rù Ba Ba Quách Tí Cầm Mồ. Sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sắp Bà Ni Ba Nề Tà Ni Rù Bà Ni Cà Ma Lô Kề
yatha rahang anuna nipawatti yang upalap phanti pati sang thi yang panasam se dacha nan che wa o bapatika nan cha chak kuso ta kha na chiha ka ya fa wa wat tu dasaka dasaka sangka ta ni satta dasaka ni ba tu fa wanti ukhatas wasena o maka wasena bana chakuso ta kha na fa wa dasaka nikap da chibina lap phanti tas ma te sang vase nakala bap pa paha ni về đi ta pa. Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong ở dục giới, tùy trường hợp không thiếu sót. Nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và hóa sanh vào lúc được thọ thai, có tối đa là 7 thập pháp, tức 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Yapasika satta nang banaka yapa wavatu dasaka sanghata niti nidasaka nipatufa wanti tatha bifa wadasakan kada china china lapfati taro barang Pawatika le kame na chakhuda saka di nicha patufa wanti. Đối với hạng thai sanh vào lúc tái sanh có 3 thập pháp, 3 nhóm 10, 10 thành phần thân, 10 thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có 10 thành phần tánh nam hay tánh nữ khởi sanh từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống, dần dần 10 thành phần mắt, vân vân, tuần tự khởi sanh. Icche vang bati sang thin upadai yakam yakam masamuthana dutiya cittang upada yacittasu samuthana titika lang upada ya utu samuthana uja faranang upada ya aharasamuthana jatica tusamuthana ruba kala pasan tati kamaloke di baca la wijana di soto wiyaca ya wata yukan af fokcim nang pawat tati. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo 4 phương cách: do nghiệp từ lúc được thọ thai, do tâm từ chập tư tưởng thứ nhì, do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Mana marana kale banak
chuti chitto parisattarasa sama chittasa titikalang upadaya kammat charuba nina upacanti pure pure tarang upanyati chakammat charuba nichuti chitta sa sama samakalameva pavattiva nirupchanti tato barang chita chaharacha ruban javok javok chi chihati tato barang utusamut tha na ru ba ba ram ba wa cha wa mata kan wa pa cha ka le para sang kha ta pa wat ta ni. Nhưng vào lúc lâm chung, từ chập tư tưởng thứ 17 đếm ngược lại, từ chập tử đếm ngược lại, từ chập tử tâm bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chập tử tâm rồi chấm dứt. Ít chề hoàng Mata sattà năng Puna đề quá Phá hoàng Ta rề Bá tí sầm thí Mu bà đà gia ta thà rù bằng ta vát ta ri. Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do những biến đổi vật lý trong cái được gọi là xác chết. Như vậy, đối với người chết, sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy. Trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được thọ thai, từ thức tối xích tái sanh. Dạ con đã đọc xong. Xin cảm ơn thầy cùng đạo tràng. Cảm ơn anh Đông Triều đã post bài. Dạ mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin chào kính chào thầy và cả lớp. Con xin đọc bài. Rù pa pa vát tít cam mồ, sự khởi sanh của các sắc pháp ở trình diễn tiến của sắc. Sắc tà ni pa mồ tà ni rù pa ni cà ma lồ kề dắt thà ra hằng anh mù nà ni pa vát ti yàng út pa lắp thành tí ta tư sẵn thi rằng ta nó sẵn xề ta trà nằm chề ra bồ ta bà ni cà nằm ta chắc khúc sổ ta khà ná chù hà khà giá và lo vất thú đa sắc ca sẵn khà ta ni sắp ta đa sắc khà ni bà tư phô hoàn tí úc cấp tha quá xề ná Bồ ma ca va se na pa na chak ku so ta kha na pha va da sa ka ni ka da chi pi na lap phan ti tas ma te sang va se na ka na pa ha ni ve di tat ba. Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở dục giới, từ trường hợp không thiếu sót
nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và hóa sanh vào lúc được thọ thai có tối đa là 7 thập pháp, tức là thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Chấp phát xì giấc khá sắp tà năng phát khà giấc và lo quách thú ác sát cá sầm khà và ní xì ní đất sát khà ní bà tu phần hoàn tí tu phá hoàn tí tất khà tu phà hoa đá sát khẳng khà đà chi na lắp phà phát tí phát tổ ba rằng ba quách tí cà lệ ca mề na chắc cú đá sát khà đi ni cha bà tu pha hoàn tiếp. Đối với hạng thai sanh, ở lúc thai sanh có 3 thập pháp, 3 đến 10, 10 thành phần thân, 10 thành phần tâm nam, 10 tâm nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có 10 thành phần tâm nam hay nữ, tái sanh, từ lúc được thọ thai và về xa trong đời sống, dần dần 10 thành phần mắt, vân vân, tùng tự thái sanh. Chê quần pháp thí sanh thình hút bà đà giá khẩm mắt sa mít thà nà bí tí giá chích tăng hút bà đà giá chích ta sa mít thà nà bí kí kà lầm hút bà đà giá út tú sa mít thà nà ồ chà phá nàng hút bà đà giá à hà giá sa mít thà nà chà tí chá tú sa mít thà na bù bát ca bù bát ca là bát sanh ta tu ca ma lô kê đi bát cha là u cha na di so do u ya cha ya bát ta u cần hấp phật chinh năng ta vát ta tí. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cấp do nghiệp, từ lúc được thọ thai do tâm, từ chập tư tưởng thứ nhì do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ và vật thực, từ khi chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong vực giới cho đến lúc chết như một ngọn đèn hay một như một dòng suối. Maranaka le panachitito parisattarasamatittat Satipika lăng Upa da yakam macha upa nina upat chan ti U đề ta rằng upan na nicha kam macha upa nitu ti chitta samaka lame vatawat pawat ti toa nirut chan ti tato pa rằng chitta cha hà la cha đồ phần cha vót xích tắt cha tí tắt tổ ba rằng ô tu sa mít thà na đồ pa pa rằm pa ra cha vá mát ta ca lề pa ra sẵn khà ta pa vát tần tí. Nhưng vào lúc lâm chung từ chập tư tưởng thứ 17 đến ngược lại từ chập tử tâm bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn khởi sanh nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chập tử tâm và chấm dứt. Tích chê hoàng ma ta sắp tà nằng khu na đề hoa pha hoàng ta về pa bi sàn thi mô pa đà yá ta thà đồ bằng pa vát ta tiếp. Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do những biến đổi vật lý trong cái được gọi là sắc chết. Như vậy, đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được thọ thai, được thức tái sanh. Đã có phát đặt sau một con xin xuống mất. À, xa thứ rất là quan hỷ nha.
bài mai cũng hơi dài khó gì rất là cố gắng chạy từ từ tập tiếp nó cũng quen rồi. Trả lời bây giờ mình đi vào bài học ha, nhưng mà trả lời cái chỗ mà yếu tố trợ sanh đó, chỉnh là cho nó xíu bữa kia rồi từ rồi có trục trặc đó chút ha. Chỗ một yếu tố đó thì là triệu boss lên cái yếu tố trợ sanh thì từ rồi học ha. Yếu tố trợ sanh kỳ rồi mình bị hơi lưỡng khẩn cái này giúp bạn cái đó lỗi chúng tôi ha, tại vì mình xuống hàng cái làm cho nó rối lên cho nó ha. Sửa lại cái này một xíu. Yếu tố trợ sanh, một yếu tố hai chấm 11 sắc, một sắc và ghi là chính sắc, một sắc là chính sắc do nghiệp tạo, chính sắc do nghiệp tạo. Năm sắc thần kinh cộng hai sắc tính cộng sắc y vật cộng sắc mạng quyền là chính sắc do nghiệp tạo. Năm sắc thần kinh, hai sắc tính, sắc y vật, sắc mạng quyền. Cộng hai sắc do tâm tạo là hai sắc biểu tri là một yếu tố. Hai sắc do tâm tạo, hai sắc biểu tri đó là 11, mình có 11 tất cả. Thì như vậy mình gom lại nó là một yếu tố sanh, tức là chính sắc là do nghiệp, mà hai sắc do tâm, tức là một yếu tố, mỗi cái yếu tố hết, một yếu tố hết. Thì khi mình gom chung vậy đó thì mình không bị lộn. Thì trước chúng tôi bị muốn rõ ra mình tách xuống cái làm cho lộn cộng như đó ha. Nhìn lại lâu quá coi lại cái nó lộn xộn, nhưng mà kỳ rồi Tiều cũng thấy được cái này cũng rất là xa thứ, Tiều rất là trí tuệ ha, thông minh ha. Một yếu tố rồi, hai yếu tố thì có rồi ha, hai yếu tố là sắc thinh là do tâm và thời tiết là hai yếu tố. Hai yếu tố là sắc tinh do tâm và thời tiết, tức là hai yếu tố do tâm và thời tiết. Cái trên thì do nghiệp hoặc là do tâm là một yếu tố thôi, còn cái này cả hai yếu tố luôn, là sắc tinh do tâm và do thời tiết tạo. Được chưa? Một điều mà mới nghe không vậy? Tôi im ru rồi. Alo, quý vị còn nghe không? Nghe ha, ok. Hai yếu tố sắc tinh do tâm và thời tiết tạo. Tức là cái sắc cảnh tinh là do tâm tạo, do thời tiết tạo luôn. Có hai cái yếu tố đó ha. Rồi giờ ba yếu tố là ba sắc đặc biệt. Ba yếu tố, ba sắc đặc biệt. Do tâm, thời tiết và vật thực. Do tâm, do đuối tiết và vật thực. Mà có 3 yếu tố. Rồi, tức là ba cái sắc đặc biệt đó. Kinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Thì nó có 3 yếu tố tạo lên. Do tâm cũng có, do đuối tiết cũng có, do vật thực cũng có. Rồi nó có được 3 yếu tố. Rồi 4 yếu tố chính sắc, đúng đó, mình có chính sắc, 8 sắc bất ly cộng sắc giao giới. Chính sắc là 8 sắc bất ly cộng sắc giao giới. Do nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực là do cả 4 tạo nên đó. Nghiệp cũng có, tâm cũng có, thời tiết cũng có, vật thực cũng có. Thì như vậy là 4 yếu tố là có chính sắc, 8 sắc bất ly cộng sắc giao giới, do nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực là 4 yếu tố. Rồi zero yếu tố tức là không yếu tố, và sắc tứ tướng sinh tứ dị diệt á là không yếu tố nào tạo nên hết, nó là chỉ là sự diễn biến của sắc thôi, là không yếu tố nào sắc tứ tướng. Rồi đó là cái bản yếu tố trợ sanh đó, mình làm thành cái bản cho nó ha.
rồi, đó là chỉnh lại cái từ rồi mình bị lộn xộn chút xíu rồi đó. Được chưa? Ok chưa? Quý vị nắm được chưa? Nắm được cho biết đi. Alo. Được không? Rồi. Dễ ủi ha, đâu có gì đâu phải không? Rồi, tiếp theo. Sắc pháp trong cơ thể chúng sanh. Sắc pháp trong cơ thể chúng sanh. Pháp trong cơ thể chúng sanh, tức là những cái sắc mà nó có trong cơ thể chúng sanh đó, gạt vào vòng cái sắc nghiệp là yếu tố trợ sanh cơ bản cho người và thú. Sắc nghiệp là yếu tố trợ sanh cơ bản cho người và thú. Và trong cái cơ thể của người và thú là có cái sắc nghiệp là cái yếu tố trợ sanh để cho nó được tạo thành cái cơ thể không. Rồi xin dòng các sắc khác, các sắc khác có nhiệm vụ hỗ trợ làm cho các sắc được hoàn chỉnh hơn. Các sắc khác có nhiệm vụ hỗ trợ làm cho các sắc được hoàn chỉnh hơn. Tức là ngoài cái sắc nghiệp ra có những cái sắc khác như sắc do tâm, sắc do thời tiết, sắc do thực, thì nó làm cái nhiệm vụ nó hỗ trợ cho cái sắc nghiệp này, nó làm cho cái sắc pháp trong cái cơ thể của mình được phát triển, được lớn mạnh, được hoàn chỉnh, được đầy đủ hơn. Thì đó là các sắc khác có nhiệm vụ hỗ trợ làm cho các sắc được hoàn chỉnh hơn trong cơ thể chúng sanh. Rồi xuống dòng, gạch vào dòng cái nữa, có sắc nghiệp thì không là chúng sanh. Không có sắc nghiệp thì không là chúng sanh. Tức là khi mà không có cái sắc mà do nghiệp tạo á, là do sắc do thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc nam tính nữ tính, sắc thủy vật, những cái sắc do nghiệp tạo đó, nếu mà không có những cái sắc đó thì không thể gọi là chúng sanh được. Nó giống như là mình tục sinh ra là không có những cái đó thì không gọi là chúng sanh được. Nó chỉ là một cái không khác gì mà giống như đồ chơi gỗ đá hay là cao su gì đó. Nó không có những hệ thần kinh thì là không thể gọi là chúng sanh được. Thì cơ thể của người nó có cái sự sai biệt gì đó, phải có cái đó, phải có cái sắc nghiệp thì mới gọi là chúng sanh. Rồi đó là cái vấn đề sắc pháp trong cơ thể chúng sanh, mình có những cái yếu tố mình cần phải biết như vậy ha. Rồi xuống dòng, các làm nhiệm vụ hỗ trợ, các sắc làm nhiệm vụ hỗ trợ. Không, phải cái đó là cái tựa chính nha, cái đầu đề khác nha, các sắc làm nhiệm vụ hỗ trợ là cái đầu đề khác, cái chữ in bự lên qua phần khác ha. Hồi nãy là cái kia là sắc pháp trong cơ thể chúng sanh là các sắc làm nhiệm vụ hỗ trợ. Rồi có bốn phương cách hỗ trợ sắc quý tiếp, có bốn phương cách hỗ trợ sắc quý tiếp. Rồi, là bốn cách như là boss lên để quý vị thấy không? Alo, có thấy có đọc được không? Alo. Được ha. Rồi, cái này mình tách nó ra ha, tách ra xuống từng cái. Một là khăm má bắt chá giá. Ú tư chá rù bá. Chữ rù bá này làm sao sửa lại thành có dấu quyền, là hai dấu á. Tại vì bỏ dấu được á, thành ra mình bỏ cái dấu ngang trên á, bỏ bớt vô cái dấu ngang trên á. Sửa lại một xíu ha. Hai chữ rù bá hết á, sửa lại. Một là cái sắc quý tiết do nghiệp trợ, tức là sắc quý tiết này được hỗ trợ do nghiệp nó trợ cho sắc quý tiết, là một. Rồi cái sắc quý tiết cũng do được trợ là bởi tâm trợ, do tâm trợ do cái sắc quý tiết. Rồi thứ ba là sắc quý tiết do quý tiết trợ, tức là sắc quý tiết nội, sắc quý tiết ngoại trợ lẫn nhau, trong ngoài trợ lẫn nhau. Rồi sắc quý tiết do vật thực trợ,
à, tức là về ẩm thực cũng trợ cho cái sắc quý tiết, sắc âm dương á, được tồn tại, được phát triển ha. Thì như vậy có bốn cách để nó hỗ trợ cho cái sắc quý tiết, là do nghiệp, do tâm, do thời tiết và do ẩm thực, và do cả bốn phương cách nó hỗ trợ cho cái sắc quý tiết. Rồi mình ghi cái câu đi ha. Do sắc quý tiết có bốn loại như vậy, do sắc quý tiết có bốn loại như vậy, nên cơ thể chúng sanh lúc nào cũng có sắc quý tiết. Do sắc quý tiết có bốn loại như vậy, nên cơ thể chúng sanh lúc nào cũng có sắc quý tiết. Vậy thậm chí tới lúc chỉ còn là một xác chết, thậm chí tới lúc chỉ còn là một xác chết, phải sắc quý tiết vẫn tiếp tục kéo dài thời gian có mặt, sắc quý tiết vẫn tiếp tục kéo dài thời gian có mặt. Rồi, tức là cái sắc quý tiết này nó do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do thực nó hỗ trợ ha. Thì do như vậy khi mà đối với một con người mình nó luôn luôn có đầy đủ những cái này, cho đến khi mà chết, khi chết đi rồi sau đó nó vẫn còn có thể tiếp tục tồn tại, nó vẫn có thể tạo ra được những sắc pháp do cái thời tiết bên ngoài tạo ha, cho nó được. Giống như nhiều khi nó mới thực kéo dài được mấy ngày thì nó mới rã này ra, còn kéo dài thời gian. À, cho nên cái đó là cái đặc biệt về cái sắc quý tiết là như vậy. Rồi xuống dòng, đánh vào dòng cái. Riêng về sắc nghiệp và sắc vật thực, riêng về sắc nghiệp và sắc vật thực, và sắc do nghiệp tạo và sắc do vật thực tạo đó, riêng về sắc nghiệp và sắc vật thực, thì chỉ có mặt trong thời gian chúng ta, chúng sanh còn sống, thì chỉ có mặt trong thời gian chúng sanh còn sống. Phải riêng về sắc nghiệp và sắc vật thực, thì chỉ có mặt trong thời gian chúng sanh còn sống. Phải khi chúng sanh đã chết thì chúng cũng chấm dứt theo, thì chúng sanh đã chết thì chúng cũng chấm dứt theo. À, tức là riêng về cái sắc nghiệp với cái sắc vật thực này, thì khi mà mình còn sống thì nó còn sanh khởi liên tục để nó nuôi dưỡng và vật thực như là cái nghiệp nó sẽ sanh theo. Nhưng mà khi mình chết rồi đó thì hai cái này nó cũng dứt luôn. Sắc nghiệp với sắc thực này nó chấm dứt luôn, nó không còn, không giống như là cái sắc quý tiết nãy nó vẫn còn phát sanh, nhưng mà sắc nghiệp, sắc vật thực ngưng, là sắc dưỡng tố ngưng, sắc nghiệp nó cũng ngưng. Thì như vậy là chúng ta thấy là có những cái điểm này mình cần phải để ý không? Gì đây? Sửa lại ha, ok, sửa lại chính xác rồi. Rồi. Được chưa? Xong chưa ha? Rồi ha, nó nắm được cái phần này là như vậy ha. Rồi xuống dòng, phân loại sắc tâm. Phân loại sắc tâm. Nói hay sắc nghiệp, bây giờ tới sắc tâm, loại sắc tâm. Sắc tâm thì không bao giờ đi một mình. Mình đã để ý không? Phân loại sắc tâm. Sắc tâm thì không bao giờ đi một mình. Phải. Nó phải nương ba loại sắc kia. Nó phải nương ba loại sắc kia. Tức là nghiệp, quý tiết và vật thực. Nó phải nương ba loại sắc kia. Nghiệp, quý tiết, vật thực. Mà sinh khởi. Nương ba loại sắc kia mà sinh khởi.
nghĩa là phải có cơ thể, nghĩa là phải có cơ thể, chúng sanh mới có sắc tâm, bằng không thì thôi. Nghĩa là phải có cơ thể, chúng sanh mới có sắc tâm, bằng không thì thôi. Rồi, tức là cái sắc tâm, cái sắc mà do tâm tạo đó, nó không bao giờ nó điên mình nó được, không bao giờ nó sanh khởi mình nó được, mà nó phải có ba cái kia, tức là phải có sắc do nghiệp, sắc do quý tiết và sắc do vật thực tạo. Thì khi có sắc do nghiệp, có sắc quý tiết, sắc do thực, thì lúc đó có nghĩa rằng là người là chúng sanh nó phải có một cái cơ thể, phải có cái phần cơ thể sắc pháp đàng hoàng, thì lúc đó là sắc tâm nó mới sanh được. Còn nếu mà không có cơ thể thì cũng như không. À, đâu có sanh được, không có coi như vật thực, vật chất thì nó không có sắc tâm không sanh được. Cho nên phải có cơ thể, chúng sanh mới có sắc tâm, mà không có thì thôi. À, đó là phần loại về sắc tâm cho chúng ta biết ha. Thì có 7 loại, xuống dòng, có 7 loại. Ngắn ngắn lại chút rồi. Thấy không quý vị? Thấy là không? 1, 2, 3 có là không? 4, 5, 6, 7 có được không? Nói làm hết 7 cái thì nó không cho. 4 cái cũng không cho luôn, lại 3 cái, mình vô lại từ từ ha, đi chậm chậm lại chứ, 2 cái đi. Ủa, không thấy luôn hả? Cái kia thấy. Rồi ghi đi, giờ về sửa lại 3 cái trên đi. 1, 2, 3 ha, 1, 2, 3 sửa chỉnh là ha, đúng rồi, 1, 2, 3 là có rồi ha. Rồi 4 là sắc tâm trong việc phát triển nói chuyện, sắc tâm trong việc phát triển nói chuyện là số 4. Rồi số 5, sắc tâm trong các việc tiểu quay ghi, tâm trong các việc tiểu quay nghi. Rồi số 6, sắc tâm trong tứ đại quay nghi. Số 7, sắc tâm trong việc kiềm giữ thăng bằng của tứ đại quay nghi, sắc tâm trong việc kiềm giữ thăng bằng của tứ đại quay nghi. Rồi gom lại cái này cho đủ 7 cái lại rõ ràng đi Triều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có 7 loại. Được chưa? Quý vị nghĩ theo thứ tự được chưa? 5, 6. Rồi, đó là có 7 loại là mình lên cái bảng liệt kê nó ra.
Một là sắc tâm thông thường, như là hơi thở vào, hơi thở ra. Hai là sắc tâm trong việc cười. Ba là sắc tâm trong việc khóc, đúng không? Bốn là sắc tâm trong việc phát triển nói chuyện. Năm là sắc tâm trong việc tiểu quan nghi. Sáu là sắc tâm trong tứ đại quan nghi. Bảy là sắc tâm kiềm giữ thăng bằng của tứ đại quan nghi. Rồi ha, đủ không? Chết kịp chưa? Chết kịp chưa? Cho biết đi. Rồi về chi pháp. Chi pháp 2 chấm. Có 15 sắc do tâm tạo. Từ từ đấy nha. Chi pháp có 15 sắc do tâm tạo. Rồi tới đây này là quý vị ghi từ từ là. Cái bài này là hơi khó. Có 15 sắc do tâm tạo. Rồi ghi ra luôn. 8 sắc bất ly cộng sắc thinh cộng sắc giao giới cộng 2 sắc biểu tri cộng 3 sắc đặc biệt là 15 sắc. 8 sắc biểu tri, 8 sắc bất ly cộng sắc thinh cộng sắc giao giới cộng 2 sắc biểu tri cộng 3 sắc đặc biệt là 15 sắc do tâm tạo. Đủ ha, đủ 15 ha. Rồi, ok. Vậy chắc kịp chưa? Kịp cho biết đi. Được chưa? Rồi chưa? Rồi, bây giờ 15 cái sắc này do tâm tạo rồi đó, chia làm hai loại. Mình ghi làm chia hai loại, hai chấm. Chia hai loại. Đúng. Chia hai loại. Rồi, một. Một là sắc hiển lộ, hai chấm. Một, sắc hiển lộ, hai chấm. Có mười. Một, sắc hiển lộ, hai chấm, có mười. Rồi, tức là sắc hiển lộ và sắc rõ là sắc hiển lộ là có 10 là sắc sắc cảnh sắc à, hoặc là ghi chữ cảnh sắc không được sắc cảnh sắc à, là một sắc ha. Sắc và thinh sắc thinh xúc xúc là đất lửa gió ghi ba cái xúc ở ngoặt đất lửa gió sắc cảnh sắc sắc cảnh thinh sắc cảnh xúc sắc, sắc thân sắc cảnh xúc là đất lửa gió có ba đó là ba xúc là ba sắc cảnh xúc là ba đất lửa gió rồi hai sắc biểu tri
danh sắc biểu trì. Ba sắc đặc biệt. Ba sắc đặc biệt. Rồi, như vậy trong 15 sắc do tâm tạo mình học đó là 8 sắc bất ly, sắc thinh, sắc giao giới, 2 sắc biểu tri, 3 sắc đặc biệt đó. Thì chia làm 2 là 1 là sắc hiển lộ. Tức là sắc hiện bài rõ đó, có 10. Và sắc cảnh sắc nè, sắc hiện bài rõ, âm thanh cũng rõ, xúc đất lửa gió cũng rõ, sắc biểu tri cũng rõ. Thân biểu tri, thân biểu tri, 3 sắc đặc biệt là thân nhẹ nhàng, là kinh năng của thân là thuộc về sắc hiển lộ. Rồi, số 2 là sắc ẩn, và sắc ẩn bên trong, sắc ẩn, hai chấm. Số 5 nước, nước khí, vị, vật thực, vật thực, rồi sắc giao giới, đó là sắc ẩn có 5 mà sắc hiển lộ có 10. À, có, tức là 15 sắc do tâm tạo thì được chia một là có như vậy à, là 10 cái sắc hiển lộ, 5 cái sắc ẩn, thì như vậy chúng ta có được 15 sắc do tâm tạo tổng quát trước ha. Rồi nắm được chưa quý vị, có nắm được không, có hiểu không, xin cho biết đi. Rồi ha, dễ ha, phải có gì ha. Kịp chưa? Kết bài sẽ giải bài xong chưa? Tiếp nha, tiếp cái sắc tâm tạo hành. Sắc hiển lộ, sắc hiển lộ có 10 nha, lắm mà. Ánh sắc nè, thinh nè. Xúc là có 3 luôn, xúc là đất, lửa, gió. Tính luôn là 3 chứ đâu có tính sắc xúc là 3 đó. 3 4 5 với 5 kia là 8, tức 5 10 chứ, 10. Đúng không? Đủ không? Rồi, tiếp cái phần dưới là sắc tâm tạo hành. Sắc tâm tạo hành. Sắc tâm tạo hành. Tạo hành, hành, hành động á, sắc tâm tạo hành động á, sắc tâm tạo hành. Rồi, là sắc hiện bài và chuyển động do tâm khiến, phải, tâm tạo hành động, sắc hiện bài và chuyển động do tâm khiến, phải cái tâm tạo hành động chấm. À, tức là cái sắc pháp hiện bài nó chuyển động được, nó đi di chuyển được, co duỗi đi tới đi lui, cười nói vân vân, do tâm nó khiến hoặc là tâm nó tạo ra những hành động đó thì được gọi là sắc tâm tạo hành. Nắm được không quý vị không? Rồi xuống dòng thì có 75 tâm hoặc 107, 75 tâm hoặc 107 tâm tạo được sắc tâm. Có 75 tâm hoặc 107 tâm tạo được sắc tâm. Tạo
được sắc tâm, à, tức là có 75 tâm nếu tính siêu thế có 8 rồi đó, còn nếu mà tính siêu thế 40 thì nó thành ra 107. Bây giờ 75 tâm là gì nào, là 89 tâm, tất cả là 89 tâm nếu tính theo 75 á, nếu chính theo 8 siêu thế thì 89 tâm. Không có đạo sắc, là bốn tâm quả vô sắc là chỉ là sanh làm cái vấn đề tục sinh cõi vô sắc thì cũng không đạo sắc được luôn. Thì như vậy mình trừ ngũ sân tức, trừ luôn cái bốn quả vô sắc luôn. Thì như vậy nếu tính 89 tâm thì trừ cái đó ra, còn lại là 75 tâm tạo được sắc tâm, tức là 75 tâm này tạo được những cái loại sắc do tâm tạo. Tắm được tổng quát nha. Rồi nếu tính 121 nè, 121 cũng trừ 10 trừ 4 nhẹ thì bằng 107. 121 tâm trừ 10 trừ 4 bằng 107. Từ 10 đến 407 tâm, đúng ha? Nếu tính 75 thì như trên, tính 107 thì như phần dưới. Rồi, nắm được chưa? Alo, cho biết đi. Được ha? Rồi, bây giờ phân loại theo 7 cách. Rồi nãy chúng ta có cái bảng phân loại theo 7 cách. Cười, nói, khóc, vân vân vân, có 7 cách. Bây giờ phân loại theo 7 cách. Phân loại theo 7 cách. Để chấm. Ngọt, tươi. Ngọt, tươi, hai chấm. Là nói về cách cười đó ha, cách mà tạo lên cái cười ha. Ngọt, cười, hai chấm. Rồi xuống dòng tâm. Tâm, hai chấm. Tâm, hai chấm. Rồi, bây giờ trong 12 tâm bất thiện á, tâm nào làm được cái việc cười quý vị? Trong 12 tâm bất thiện, tâm nào làm được việc cười? Bốn tham thọ hỷ, xa thú, chính xác. Bốn tâm tham thọ hỷ làm có khả năng làm cho mình cười được. À, đó là bốn tham thọ hỷ. Rồi ghi xuống cái hàng bốn tham thọ hỷ. Rồi trong tâm vô nhân, tâm nào làm được việc cười? Vi tiếu, xa thú, tâm vi tiếu hay tâm sinh tiếu. Tâm sinh tiếu ha, làm được việc cười. Cũng vi tiếu đúng rồi đó. Rồi ghi vô bảng luôn là tâm vi tiếu. Rồi tới dục giới tình hảo nè. Dục giới tình hảo, tâm nào làm được việc cười? Bốn thiện thọ hỷ, bốn thiện thọ hỷ
12 tâm thọ hỷ đại thiện là gì luôn ta lại bốn thiện thọ hỷ làm được không? Bốn thiện thọ hỷ làm được không? Cho biết đi. Bốn thiện thọ hỷ được không? Được rồi, ok, ghi vô ha. Bốn quả thọ hỷ được không? Bốn quả thọ hỷ được không? Bốn đại thiện thọ hỷ đúng rồi, rồi bốn đại quả thọ hỷ được không? Thì làm gì cười được không? Bây giờ cho biết yes or no. Ồ, oh, đúng rồi, cầu nguyện đúng rồi, lòng quả là sao, lòng quả là sao, làm việc cười nữa. Cười là vô động tóc mới làm cười nữa chứ. Suy nghĩ mất cười, mất cười. Kim Dung sai rồi nha. Đây là bốn đại quả không có ha, bốn đại quả không có. Rồi, giờ bốn đại tố hỷ có không? Bốn di tác á, rồi tôi kêu đại tố, bốn di tác hỷ có không? Yeah, có luôn, xà thú thì như vậy là gom lại là mình có nè bốn tham hỷ, một sinh tiếu là năm phải không, bốn đại thiện hỷ là chín, bốn đại tố hỷ là 13, là 13 tâm làm việc cười, tôi làm có 13 tâm làm việc cười, ghi lại đều bốn tâm có 13, bốn tham hỷ, tâm sinh tiếu, bốn đại thiện hỷ, bốn đại tốt hỷ. Còn những tâm thiền thì không có cười được nha, đang thiền không có cười nha. Đang thiền mà cười là nhớ tao nói mình khùng. Được chưa, ghi ra chưa, gom lại hết chưa, gom lại tâm chưa, ghi gom lại chưa. Tâm là 4 thì... rồi đó ha, gom là phần tâm ha. Rồi giờ tới sắc, cái tâm ha, giờ tới sắc hai chấm. Về sắc mà giờ nói sắc mà giờ về sắc mà làm việc cười nè. Tám sắc bất ly có không? Alo. Tám sắc bất ly. Có ha, ok, xà thử tám sắc bất ly lúc nào cũng phải có, khi mà mình làm bất cứ việc gì, cái thân xác mình làm việc là phải có tám sắc bất ly. Rồi sắc thinh có không? Sắc thinh có không? Có luôn, cười là phải có âm thanh đang quay, có sắc thinh ha, tạo là sắc thinh ha. À, sắc tinh. Rồi sắc cảnh sắc có cái gì? Có luôn, mấy sắc cảnh sắc nó nằm trong tám sắc bất ly rồi ha. Mình không cần để hỏi gì thôi, cái gì đó gì đúng ha. Rồi sắc cảnh sắc thì có rồi. Rồi sắc hư không có không? Sắc hư không có không? Có luôn ha, sắc hư không là có luôn, là sắc khoảng không giữa hai sắc có luôn. Rồi sắc khẩu biểu tri có không? Sắc khẩu biểu tri có không? Có luôn. Sắc thân biểu đi có không? Sắc thân biểu đi. Sắc thân biểu đi có không? Alo. Về khẩu ra giờ tới thân nè, thân biểu đi có không? Đi đứng co duỗi này kia mà có không?
không có sắc thân ngữ tri, không có thân ngữ tri cười, chỉ có khẩu thôi ha, thân là khác à. Rồi ba sắc đặc biệt kinh Du Thích Nghiệp có không? Ba sắc đặc biệt có luôn, có luôn, đúng rồi, xà đúng. Thì như vậy sắc làm gì cười có 14 sắc, sắc có 14 sắc. Có 14 sắc là cười, 8 sắc bất ly. Ghi xuống 8 sắc bất ly. Sắc thinh. Sắc thinh. Sắc hư không. Sắc khẩu biểu tri. Ba sắc đặc biệt. Rồi, như vậy là về cách cười thì có 14 sắc để làm lên cái sự việc cười đó. À, và do 13 tâm nó tạo lên. À, một trong 13 tâm nó tạo lên cái nụ cười của mình ha. Thì như vậy mình đã biết rõ là cười là do những cái trường hợp như thế nào làm, thì chúng ta biết loại tâm gì và sắc nào để nó tạo nên nụ cười. Ok, rồi chưa? Thứ hai, mà khóc, cười bây giờ nó khóc ha. Khóc. Khóc. Hai là khóc. Về tâm, thứ giờ tâm, có bao nhiêu tâm làm gì khóc đây? Có bao nhiêu tâm làm gì khóc? Trong tâm bất thiện có bao nhiêu tâm? Tâm bất thiện có bao nhiêu? Có. Còn ai trả lời nữa không? Hai tâm sân, đúng rồi, có hai tâm sân, chính xác. Người tâm khóc chỉ có hai tâm sân thôi, còn những cái tâm khác không có làm gì khóc nha. Khi mà khóc thiệt ra là hai tâm sân, còn chảy nước phải khóc rồi nha. Khóc thiệt thì mình chảy nước mắt nữa phải khóc. Tâm, hai tâm sân. Rồi sắc. Sắc có 14 sắc. Cũng giống như trên ha, cũng giống như trên là cũng 8 sắc bất ly, sắc thinh, sắc hư không, sắc khẩu vũ tri và 3 sắc đặc biệt, cũng giống vậy ha. Sắc có 14 sắc. Giống như trên. Cũng ghi ra ghi ha, quý vị cũng ghi ra ghi. Chưa? Rồi ha, với cái số 2 rồi ha. Rồi số 3 nói. Nói đọc. Tức là cách nói đọc, cách nói hay là đọc ra tiếng, nói đọc. Nói đọc. Rồi xuống dòng tâm có 32. Tâm có 32. Khai ý môn hay là kháng ý môn? Một là kháng ý môn ha. Một kháng ý môn. Rồi xuống dòng rồi khai môn ha, là 29 động lực. 29 động lực dục giới.
29 động lực diệt giới. Rồi, hai tâm thông. Hai tâm thông. Rồi, trong cái sự mà nói đọc thì do 32 tâm nó sai khiến, nó tạo ra việc nói, tức là tâm khởi môn. Tức là khởi môn là cái tâm mà là xác định được để mà mở đường cho lỗi, thì nó cũng tạo ra được cái sự nói. Rồi 29 động lực, tức là những cái 7 cái động lực, mà 29 động lực dục giới. Tức là 12 tâm bất thiện nè. 12 tâm bất thiện là nói được hay không? 12 tâm bất thiện nói được không? Tham sân si nói được hết không? Rồi những cái dục giới, những cái động lực dục giới như 8 thiện hoặc là 8 di tác. Hoặc là kháng ý môn, hoặc là mấy môn có rồi. Hoặc là ưng cứu vi tiếu vẫn nói được cái thường ha. Cười phát sanh nói luôn. Thì như vậy 29 động lực dục giới là mình ghi ra là gì? 12 bất thiện nè. Một kháng một sinh tiếu và mười và tám dục giới tịnh hảo, tám di tác dục giới tịnh hảo, và mười sáu với lại 12 là nhiêu cộng một nguyên cúng nữa và 29. Rồi đúng rồi, làm được phần sự nói đọc. Rồi hai tâm thông thì khỏi nói, hai tâm thông thì có thể dùng tâm thông để mà phát ra tiếng, để mà truyền âm đi xa này kia. Thì bạn nói đọc cho biết là có 32 loại tâm, và khởi môn 29 tâm lực giới, hai tâm thông, và nên nhớ là không có trong lộ ngũ, tức là không có trong lộ ngũ môn nha, không có trong lộ ngũ, tức là mắt thấy tai nghe mũi ngửi ném. Thì trong lộ ngữ nó chưa nói được, mà chỉ mới thấy, nghe, mới ngửi, mới ném, mới xúc chạm rồi. Tức là chưa có phát ra được cái vấn đề lời nói, mà là chỉ có trong lộ ý môn thôi. Đó là vấn đề mình cần biết cho bạn không. Được chưa? Nắm chưa? Rồi tới phần sắc 2 chấm. Có 14 sắc. Có 14 sắc. Cũng giống như trên, 8 sắc bất ly. Ghi luôn cũng được, 8 sắc bất ly. Sắc tinh, sắc hư không, sắc khẩu hữu tri và 3 sắc đặc biệt. Sắc tinh, 8 sắc bất ly là sắc tinh, nói tạo ra âm thanh, sắc hư không, sắc khẩu hữu tri, nói và khẩu hữu tri, và ba sắc đặc biệt, đó là 14 sắc tạo nên cách nói đọc. Rồi đó là về cách nói tâm rồi sắc và tạo ra ha. Nắm được chưa quý vị? Nắm được không? Alo cho biết đây. Được ha. Rồi, ok. Đây số 4. Tiểu quan nghi. Số 4, tiểu quan nghi. Là những cái quan nghi nhỏ, co duỗi này kia, làm những cái động tác nhỏ. Tiểu quan nghi. Tâm có 32, tâm có 32, khởi môn hai mươi chín lực dục giới, hai tâm thông, anh cũng giống như trên ha, cái môn 29 động lực dục giới, hai tâm thông,
thì những cái loại tâm này nó làm cho mình được làm những cái động tác như là co duỗi, giãy tay, quắt tay hay là nháy mắt hay là làm những gì đó, những cái động tác nhỏ thì những cái loại tâm này nó làm cái vấn đề cho cái tự hoài nghi. Nhưng mà nó không có trong lộ ngủ luôn nha quý vị, lộ ngủ thì không có tính vô được nha, ngủ gì mới thấy nghe ngửi ném xúc chạm thôi thì không có tính vô được mấy cái tới cái những hành động. Thì như vậy tâm chúng ta có được 32 loại, giống như cái tên ha, cũng giống vậy, làm ra được những hành động tự quan nghi. Thì khi mình biết được vậy ra thì mình mới thấy được cái khi mình làm những động tác nhỏ thì nó, mình mới biết được nó thuộc về những cái loại động tác nào. Bây giờ mình tính phần mình thì người phàm mình chỉ có nằm trong phần động tác với khai môn thôi. Một là bất thiện, hai là thiện, động tác dục giới thôi, thiện dục giới gì cũng có luôn. Thì mình biết như vậy được khi mình quan sát, dùng tâm tuệ quan sát mình sẽ thấy được vấn đề rõ hơn. Rồi đó là về tâm. Rồi về sắc. Sắc có 14. Sắc có 14. Tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly. Sắc thinh. Sắc thinh. Sắc hư không. Thân biểu tri, cái này là thân biểu tri nha. Tại vì về quan nghi co duỗi đi đứng ở cái tư thế nhỏ thì là sắc thân biểu tri. Ba sắc đặc biệt. Ba sắc đặc biệt. Rồi, như vậy là mình về sắc pháp và là để mà tạo nên cái tiểu quan nghi thì tám sắc bất ly đương nhiên ha. Rồi về sắc cảnh thinh này, cái vấn đề mình phải để ý là sắc thinh tiểu quan nghi thì sao tạo ra sắc thinh, theo quý vị thì quý vị thấy thì sao, tại sao nó có sắc thinh đây? Ai biết không? Sắc hư không thì có không? Sắc hư không thì đương nhiên phải có khoảng cách, khoảng cách. Sắc thần ngữ tri có ba sắc đặc biệt, có sắc tinh nghe cái gì chứ, có chuyển động, có chuyển động gần đúng, gần đúng, nghe mới chuyển được, mai nghe mới di chuyển được, mà ngược lại di chuyển được tạo ra sắc tinh do cái sự một cọ sát, sự cái di chuyển, cái sự ma sát của sắc pháp nhau, tức là sự xúc đó, là thuộc về đất, hai cái xúc chạm hay là gió, đất, lửa, gió, ba cái đó nó tạo ra sắc tinh cảm xúc thì nó mới có thể tạo ra sắc tinh. Nhiều khi nó nhỏ quá mình không nghe được, tạo ra những cái nhỏ mình không nghe được. Và như vậy là trong cái tiểu nó có được 14 thứ sắc luôn. Và đây là thân biểu tri, không có khẩu biểu tri ha. Đi đứng nằm ngồi cái này đi tiểu quan nghi co duỗi làm những cái động tác nhỏ. Rồi tới số 5, tứ đại quan nghi. Tứ đại quan nghi. Tứ đại quan nghi. Tâm có 32. Tâm có 32. Cũng giống như trên á, giống như cái tiểu quan nghi nha, tâm có 32. Khải môn 29 động lực dục giới, hai tâm thông. Tức là đi đứng nằm ngồi nó cũng do những cái loại tâm nó làm việc ha, sai khiến làm việc. Rồi sắc có 14, cũng giống vậy luôn. Tám sắc bất ly, sắc tinh, sắc ly không, sắc thân ngữ tri và ba sắc đặc biệt. Thì vậy sắc cũng có 14, tương tự như vậy luôn, cũng giống như tiểu quan nghi luôn, nhưng mà nó là đại quan nghi.
mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, nó đi làm những cái đó nó cũng do những cái loại tâm và nó sắc này nó xa làm việc ha. Rồi tới số 6, kiềm giữ thân bằng ba đại quay nghi. Kiềm giữ thân bằng ba đại quay nghi, mở ngoặc trừ đi, đóng ngoặc lại. Kiềm giữ thân bằng ba đại quay nghi. À, tức là cái tâm nào nó giữ được cái thăng bằng cho mình, lúc mình đứng ngồi mình nằm nó giữ được cái sự thăng bằng thì nó có những cái loại tâm nó cho vậy, và sắc pháp nó cũng vậy, nó có những cái loại sắc để nó gìn giữ cho cái quan nghi của mình ha. Trừ cái đi ra, đi là mình tính ở trên là đi đứng nằm ngồi, nằm nó đi nó thuộc vào đi đó, nhưng mà giờ kiềm giữ thì nó kiềm giữ lại cho thăng bằng thì đi không cần đó. Thì tâm thì có 58, tâm có 58. Khai môn đó là một, khai môn hai mươi chín động lực dục giới, cũng giống như trên ha, 29 động lực dục giới là 12 bất thiện, 1 sinh tiếu, 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới, là 29 động lực dục giới. 2 tâm thông, 2 tâm thông. 26 động lực kiên cố, 26 động lực kiên cố, mở ngoặc. 26 động lực kiên cố, mở ngoặc. 5 thiện sắc giới, 5 di tác sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 4 di tác vô sắc giới, cộng 8 sự thế. 5 thiện sắc giới, 5 di tác sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 4 di tác vô sắc giới, cộng 8 sự thế. Tức là có 26 động lực kiên cố, tức là những loại tâm thiền á. Kiên cố là thiền á, những loại tâm thiền á. Và 5 tâm thiện sắc giới nè, giữ cho cái quan nghi mình ngồi được lâu. Rồi thiền mà nó nhập vô thiền sắc. Hoặc là 5 di tác sắc giới, thiền sắc tiểu bậc A La Hán. Vô sắc cũng vậy, di tác thiện vô sắc như vậy, 8 sự thế cũng vậy. Thì 26 động lực kiên cố này nằm trong cái phần mà kiềm giữ thăng bằng cho ba đại quan nghi. Rồi, nắm là hiểu được cái gì. Rồi sắc pháp cũng có 14 sắc. Sắc pháp có 14, cũng giống vậy ha. Bất ly, sắc tinh, hư không, thân của tri và sắc đặc biệt cũng giống như trên ha. Có 14 cũng giống như cái tên ha, ghi khỏi ghi ha. Rồi xuống dòng đánh cái bông đầu dòng này, đánh cái bông đầu dòng cái hai tâm thông cũng nằm trong động lực kiên cố, hai tâm thông cũng nằm trong động lực kiên cố. Là nãy mình nói 26 động lực kiên cố, mình không thấy có hai tâm thông đúng không, nhưng mà hai tâm thông cũng nằm trong động lực kiên cố. Nhưng sở dĩ ở đây được kể riêng ra, nhưng sở dĩ ở đây được kể riêng ra là vì, nhưng sở dĩ ở đây được kể riêng ra là vì khi nào hai tâm động lực ngũ thiền sắc giới,
khi nào hai tâm động lực thủ thiền sắc giới, khi nào hai tâm động lực thủ thiền sắc giới, không đóng vai trò tâm thông, không đóng vai trò tâm thông, thì tác năng của chúng lại khác. Đấy. Thì tác năng của chúng lại khác. Đấy. Khi nào chúng làm việc thông thì tác năng đó lại khác nữa. Khi nào chúng làm việc thông thì tác năng đó lại khác nữa. Đấy. Cho nên ở đây phải kể hai tâm thông riêng. Cho nên ở đây phải kể hai tâm thông riêng. Rồi, tức là hai cái tâm thông đó, nó cũng nằm trong động lực kiên cố, nhưng mà nó cũng là ngũ thiền sắc giới đó. Nhưng mà nếu mà hai tâm động lực của thiền sắc giới mà không có làm việc mà để mà hiện thông đó, thì cái khả năng nó khác, nó như là đắc ngũ thiền thôi. À, nhưng mà khi nó làm thông thì cái tiết năng nó là khác nữa. Cho nên ở đây nó kể riêng ra, nó không ghi chung vô, chỉ ghi là ngũ thiền sắc giới thôi. À, nhưng mà khi mình nói thông thì mình cũng mới tính vô. À, nó có cái sự khác biệt để cho mình biết. Rồi một cái số 7 cuối, số nãy số 6 rồi tới số 7. Sắc tâm thông thường. Số 7 là sắc tâm thông thường ngoài các loại trên. Sắc tâm thông thường ngoài các loại trên. Tức là những sắc do tâm tạo và thông thường thôi, ngoài các loại trên, tức là đi đứng nằm ngồi co duỗi khóc cười đó, là nó không có nằm được đó. Thì thường sắc tâm thông thường thì tính là hơi thở, thường là hơi thở nó còn hành động, mà còn thở ra nó vô cũng là do tâm tạo. Vì vậy được xếp vào nhóm sắc tâm thông thường. À, về tâm có 19. Tâm có 19. Ba ý giới tức là cái ngũ môn, tức là hai tiếp thâu hay là ba ý giới, ba quan sát, tám quả dục giới, tám quả dục giới, năm quả sắc giới, năm quả sắc giới, rồi vô sắc không có nha, vô sắc không có tạo sắc, cho nên ở đây sắc tâm thông thường thì có 19, là ba ý giới, ba quan sát, tám quả dục giới và năm quả sắc giới. Thì những cái loại này thuộc về tâm quả, tám tâm quả này thì nó là tâm là làm việc tục sinh hậu kiếp rồi. Thì chính những cái loại tâm này nó tạo hơi thở, à, quan sát về hai tâm quan sát cũng làm việc tục sinh hậu kiếp thì nó cũng tạo hơi thở. À, và những cái quan sát kia cũng vậy, ý giới cũng vậy, là những cái tâm này yếu ớt, nó có thể là nó chỉ tạo được cái hơi thở thôi, chứ nó không có tạo được đi đứng cười khóc nói. À, cho nên nó có 19. Rồi về sắc thì có 10. Sắc có 10. Tám sắc bất ly.
sắc thân, sắc hư không. Đó là 10 sắc, 8 sắc bất ly, sắc thân, sắc hư không. À, vì chúng ta thấy là nó đơn giản hơn những cái 6 cái trên ha. Rồi, để chúng ta có bị cái phần cuối cùng, cái bản cuối cùng này cho quý vị coi được nha. Rồi, thấy không vậy? Alo. Thấy không? Rồi, giờ ghi cái đây, tách nó xuống lại ha. Tách xuống lại, à, cách tổng hợp. Cách tổng hợp là A, à, cách bình thường và kèm vững ba đại quan nghi. Tức là tổng hợp lại, tức là giữa cách bình thường, tức là nãy mình mới học cách bình thường, cách thay thở rồi đó. Và kèm vững ba đại quan nghi. À, thì tâm nó có 26 hoặc 58. Là tâm thiền động tốc, tức là những cái tâm thiền. Và sắc giới, giờ năm thiện sắc giới, năm di tác sắc giới, bốn sắc, bốn di tác của sắc, tám như thế. Là kèm vững đại quan nghi và thay thở cách bình thường. À, thì tổng hợp là cả hai cái này có 26 tâm. À, thì chúng ta có được hai cách, là cách bình thường và cách kèm vững ba đại quan nghi. Rồi, đó là cách thường. À, tức là cách bình thường và cách kèm vững ba đại quan nghi, tức là hai cách tổng hợp mà. Cách tổng hợp thì nó có hai cách nè. À, thì những cái loại tâm mà nó làm được hai vấn đề này, à, là năm tâm thiện sắc giới, năm thiện làm việc động tác, năm tâm thiền sắc giới, năm tâm di tác sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, bốn di tác vô sắc giới, tám sự thế, là những cái tâm làm việc động tác thuộc về kiên cố đó, thì nó làm được, à, kèm vững được cái ba cái quan nghi của mình, ngồi rồi đứng rồi vững chắc ha. Những người thiền đắc nhập thiền cho nó. Hoặc là cách bình thường, tức là hơi thở vô hơi thở ra, nó tạo được những sắc đó. Thì như vậy là cách này là 26 tâm này làm được cách bình thường và cả luôn kèm dựng được ba đại quan nghi, tức là tổng hợp luôn cả hai. Nắm được chưa? Nắm được không quý vị ơi? Số A nắm được chưa? Alo, còn nghe không vậy? Hiểu không? Hiểu cái phần cách bình thường và kèm vững ba đại quan nghi do 26 tâm tạo lên, 26 tâm thiền động tốc, tạo hai cái luôn. Bây giờ tâm thiện sắc giới nè, thì nó giữ được ba đại quan nghi không? Giữ được đứng nằm ngồi không? Hiểu không? Người đắc thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, giữ được đây đại quan nghi không? Tâm nó giữ được không? Được không quý vị? Tìm ru hết rồi. Alo, còn nghe không? Alo. Alo, 1, 2, 3. Còn nghe rõ ha? Rồi sao không hiểu hả? Năm thiện sắc giới, năm di tác sắc giới, làm được phận sự kèm vững được ba đại quan nghi không? Kèm được không? Được, có được, rồi nó tạo được hơi thở không? Được luôn nhé, thì đó thì năm thiện sắc giới, năm di tác sắc giới làm được hai phần hai, làm được hai cái cách bình thường với cách kèm vững ba đại quan nghi, rồi bốn thiện vô sắc, bốn di tác vô sắc cũng vậy, cũng làm được, hoặc là tám siêu thế vẫn là cũng làm được. Tức là nói chung là những cái tâm thiền thuộc về kiên cố động tốc thì nó làm được cả hai cách luôn, cách bình thường và cách kèm vững ba đại quan nghi. Rồi cái B là năm cách,
nãy hai cách là giờ cái B là năm cách nè, trừ khóc với cười, năm cách là trừ khóc với cười ra, thì tâm nó có 14 động tóc dục giới thọ xả. Thì mình thấy là động tóc dục giới thọ xả, cái chữ thọ xả này mới là quan trọng, bởi vì xả thì không có cười không khóc, đúng không? 14 tâm tóc dục giới thọ xả, hay thọ xả thì nó đâu có làm được phần sự cười hay là khóc. Thành ra là tâm năm cách mà trừ hai người ra, thay vì 7 bây giờ còn có 5 thôi, tức là 14 động tác dục giới thọ xả, 4 tham xả, 2 si, 4 tâm thiện dục giới xả, 4 di tác dục giới xả, cán nghi môn xả, 2 tâm thông cũng thọ xả luôn. Thì 14 tâm động tác dục giới xả này làm được cả năm cách luôn. Tiểu quay nghi, đại quay nghi, rồi gì đó đó là 7 cách đó. Thì giờ trừ ra khóc cho người, còn lại 5 cách là 14 tâm động tác dục giới thọ xả làm được cả 5 cách. Được chưa? Nắm được không? Nắm được không? Alo. Quý vị nắm được không? Làm được 5 cách. Đúng rồi, 7 cách trên mình học á, bây giờ nó làm được 5 cách thôi. Nó trừ cách khóc, cách cười ra. Nó trừ khóc, cách cười ra. Nó làm được 5 cách thôi, là 14 nội tâm này, nó làm được 5 cách. Rồi, C tức là cả 6 cách luôn. Nhưng mà trừ khóc, có cách 7 cách ra, trừ khóc ra còn 6 cách. Trừ khóc ra, trừ khóc là trừ cái tâm sân ra. Thì còn 13 động tóc dục giới, thọ hỷ. 13 động tác dục giới thọ hỷ, 4 tham hỷ, ưng cúng, di tác, hỷ, hỷ, ha. 13 là gì hỷ, gì hơn 14 mà, là 4 tham mà, là 4, ha. 6, 10, 14. Đây là đọc lại. 14 động tác thọ xả là riêng của nó ha, cộng kháng nghi môn cộng hai thông là nhiêu, 15 hay là 17, lộn, sorry, 14 động tác dục giới thọ xả cộng kháng nghi môn cộng hai thông là 17. Đúng chưa? 17 nha, sửa lại xíu nha, lộn lại xíu. Rồi tới có 6 cách trừ khóc ra, là không có tính như khóc vô, thì trừ khóc ra thì có 13 tâm động tóc dục giới họ hỷ. Họ hỷ thì không có khóc được, thì động tóc dục giới hỷ là 4 tham hỷ, ưng cúng vi tiếu, 4 thiện dục giới hỷ, 4 di tác giới hỷ. Như vậy có 13 tâm động tóc dục giới họ hỷ, làm việc cả 6 cách luôn. Trừ cái khóc ra. Được chưa? Rồi gom lại mình có được là cách tổng hợp là như vậy ha, là chấm dứt cái phần mà sắc sân khởi tới đây. Chúng ta nắm được cái này phải đọc được nhiều lần lắm mới hiểu được, nhiều khi nó cũng khó rắc rối. Mà bây giờ quý vị nghe quý vị có không ạ? Alo. Thiền động tóc là những cái tâm thiền làm động tóc đó, làm phần sự làm động tóc, cháo đá đó, làm động tóc đó. Là tâm thiện sắc giới, đúng không? Tâm thiền sắc giới, nó đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, thì những cái đó là làm phần sự động tóc đó. Hai mươi sáu tâm thiền động tóc là 5 là 10 14 18 18 26 đúng rồi. Còn nếu mà tính siêu thế mà tính siêu thế mà là 40 á thì nó thành ra 58. Đúng chưa? Năm tâm thiền sắc giới, tâm thiện sắc giới đó. Quả khác là thiện, khác là thiện là nó làm việc động tóc. Làm việc là chao đá đó, là 7 sắc đà động tóc đó, thì tâm sắc giới mà vô sắc giới là thiện rồi đó, thì nó làm việc động tóc siêu thế, nó cũng làm việc động tóc
à, nó làm việc như vậy gọi là động tác một a gì một a cách bình thường và kèm vững ba đại quan nghi nãy nó mất rồi thì tâm nó có 26 hoặc là 58 tâm thiền động tốc tâm 26 tâm thiền động tốc đúng rồi đó để đó cách bình thường kèm vững là tâm thì có 26 loại tâm hoặc là 58 nếu mình tính siêu thế là 40 hiểu chưa à, thiền động tốc thì giờ tâm thiền là chuẩn bị cái hành những thứ bỏ bậc thiền là thuộc về động tốc chứ đâu có tính thuộc về tâm quả được nó thuộc về động tốc à, rồi khóc cũng vậy 5 cách rồi cười là 6 cách là trừ khóc ra còn b cái gì 14 17 10 tâm có 17 chứ không phải 14 tâm có 17 tức là 14 động tác dục giới thọ xả à, 14 tâm động tác dục giới thọ xả đó. Tại vì nó trừ khóc cái cười ra ha. Là B là có 5 cách trừ khóc cái cười là không có cười với khóc đó gọi những cái tâm làm việc khóc thì cười ra thì đó là 14 tâm dục giới động tác dục giới thọ xả bởi vì thọ xả thì không thể làm việc cười không thể làm việc khóc được luôn à, vì nó thọ xả à, tức là 14 tâm động tác dục giới thọ xả là 4 tham xả hai si, si cũng thọ xả luôn. Bốn thiện dục giới xả, bốn di tác dục giới xả, thì vậy là 14 động tác dục giới thọ xả. Làm được 5 cách trừ khóc với cười ra. Cộng kháng y môn cũng thọ xả, hai tâm thông cũng thọ xả luôn. Thì như vậy có 17 tâm làm việc đủ 5 cách luôn, làm cả 5 cách trừ khóc với cười. Và nắm được chưa? Hiểu được cái ý chỗ này không? Tức là những cái tâm nào thọ xả là nó làm động tác thọ xả là nó làm được 5 cách mà trừ khóc cái cười ra rồi khóc là tâm sân cười là thọ hỷ à, còn thọ xả thì không có không khóc cái cười được chưa bây giờ lắm được chưa cách đây được chưa tổng số thì có 17 à, tức là 14 tâm động tốc dục giới thọ xã thuộc về dục giới thọ xã cộng kháng ngũ môn ê kháng nghi môn à, cộng hai tâm thông cũng thọ xã luôn thì như vậy là à, làm việc được 5 cách thì có 17 tâm là được 5 cách rồi là thì có 13 động tốc dục giới thọ hỷ à, tức là trừ khóc ra có dục giới thọ hỷ 4 tham hỷ 1 ưng cúng vi tiếu 4 thiện dục giới hỷ, 4 tâm di tác dục giới hỷ, làm được 6 cách luôn, trừ cách khóc ra. Rồi, gom lại thành cái bản đi, quý vị, cách cách tổng hợp, gom lại thành cái bản, như nãy tôi gửi lên rồi đó, quý vị, tách xuống A, B, C rồi cho nó rõ ràng. Rồi có hiểu hết không lại nó nắm là nghe có hiểu không ta nghe có nắm được ý bài không nó đi coi lại có hiểu không alo cho biết đi hiểu cho xin cái mong đi được ha dễ ở ha cái là khó không à mai xem lại sẽ thông xuống rồi đúng là A B C mấy cái bài này khó lắm mấy bài này sắc pháp này mình phải đọc được loại hoài đọc khi nào mình thấy được cái tâm nó thông được à, thì mới được còn thôi nó còn lấn cấn dữ lắm nó khó chịu nhiều người nó học không được cái bài này thì bỏ của chạy lấy người luôn lộn xộn quá bỏ của luôn rồi như vậy thì mình có được cách tổng hợp rồi ha gồm lại nãy giờ là mình học được đầy đủ ha coi đi coi lại hiểu ha nãy giờ nghe là hiểu rồi mình coi lại mình sẽ hiểu thêm nữa quá như vậy rồi như vậy là chúng ta là gồm tổng hợp được là có 3 cách là cách bình thường kèm vững đại quan nghi cách 5 cách trừ khóc cười 6 cách trừ khóc ha, và
À, như vậy là mình hôm nay mình học được những cái bài khó nhai khó nuốt, nhưng mà không biết quý vị có thấy hoan hỷ trong bài học này không ạ? Có hoan hỷ không? Alo, thấy hoan hỷ ha. Okay. Rồi vậy là xa thứ quan hỷ được, là xa thứ rồi. Mình không quan hỷ là mình không hiểu mà nói thì quan hỷ là hiểu hết rồi. Vậy là mình ngon lành ha. Rồi quên gì đó thăm cái nền đá biết làm sao đây. Còn cô Hà vô nãy giờ thấy gọi em ru không biết có hiểu hay không đây. Cô Hà gọi em ru nãy giờ hiểu không? Hiểu luôn ha, chào đúng ha. Rồi giờ ok ha. Rồi do phước báo hôm nay chúng ta học được những cái bài đặc biệt ha. À, nguyện cho chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chân trí, đồng đều nhau cả phải. Ta bồ tát sáp tam mang ca lang ra khan tu sáp pa đề và ta sáp ta bồ tát nu pa ve na sa ra sa ti pa văn tu ve. Bhagavatu sattamang galang rakkhantu sappadevata sappadamma nupavena sarasvati bhavantu te. Bhagavatu sattamang galang rakkhantu sappadevata sappasankha nupavena sarasvati bhavantu te. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya. Rồi, xin mời nhóm Bến Tre lên đọc kinh hồi hướng sau khi học pháp. Xin mời cả lớp cùng đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Bá tí đà na ga tha dạ đô ma ta tấn tí vi na đô wa si ni thu pê kha rê bồ tí kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê ô an tu pu chi ta sát sinh cao tề tha uy na raman đa lệ tề ra chân mặt cha na wa ca chân chân dịp khâu vô sa ra mi ca đa na ba tề u ba sa ca ya ma cha đề sa mi ya ma cha ít sa ra sát pha na phu ta su khi ta phá hoàn tu tề cha là bu cha về biến cha atasam phawa san se da cha ta atavo papa tika niya nikam thamma wawan pati cha te sabbe hi dukkha karon tu sankaya atu chiram satam thammo Thamma thara cha tukkara sankho ho tu samma ho va attha ya cha ta ya cha tam he rakha tu sakka thammo sabbe di thamma cha rino buddhi sampa punaya thamma riya pavve di te yang kinh chi cô sa đa ca măng ca ta băng thi yang ma ma ca ye na wa cha ma sa ti da se su na tang ca tang ye sa ta san ni no a ti ye ya sa ta a san ni no ca tang bu nya pha lang me hang sa sa be pa yu sa wa tung te nhẹ tăng ca tăng su huy tinh tăng đi ngang vương nhá pha lạc dễ chá tắc chạc tha ná chá nàn tí dễ quà cánh tòa ni vệ đá dục sắp bề vô ca hi nhẹ sắp tà chi hoàn tà hà ra hề lúc cả mơ hồn nhạc vô sắp bề La phàn tu ma ma chê tác xa ti hi đàng vá ta đề đà nà ta sa vá khâu dạ vá hà
hồ tu a na đa tê ki na lo nha tê na hồ tu su ki ta hồ tu nha ta yo ki na lo nha tê na hồ tu su ki ta hồ tu nha ta yo ki na lo nha tê na hồ tu su ki ta hồ tu nha ta yo sa sa sa